tán Thầy chào các bạn Ở trong cái video này Thầy Hiếu sẽ hướng dẫn chúng ta Giải cái đề thi vào lớp 6 Của trường Nguyễn Tất Thành Năm học vừa rồi Năm 2020-2021 à, Chúng ta sẽ bắt đầu Với bài toán số 1 Bài số 1 như sau Một lớp 6 của trường Nguyễn Tất Thành Tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo Bằng cách là bán sữa chua mộc châu Lớp lãi 20% do bán Hỏi là sẽ lãi bao nhiêu phần trăm giá mua. Như vậy chúng ta sẽ chú ý là cái giá mua ấy hay là giá vốn cộng với lãi thì nó sẽ bằng giá bán nhá. À đây là công thức tính giá bán gieo giá mua và lãi. Thế thì nếu như người ta coi lãi so với giá bán là 20% tức là nếu giá bán là 100% thì lãi là 20%. Vậy giá mua so với giá bán sẽ là 80% Bây giờ chúng ta so lãi so với giá mua. Đúng không? Chúng ta sẽ lấy lãi so với giá mua. Chúng ta sẽ phải lấy 20% đem chia cho 80% và chúng ta được là 25%. Đó, xong bài số 1. Bây giờ đến bài số 2. Nếu bán kính của hình tròn gấp lên 2 lần thì diện tích hình tròn gấp lên bao nhiêu lần? Chúng ta phải lưu ý diện tích hình tròn là 3,14 nhân bán kính nhân bán kính vậy bây giờ nếu như mà chúng ta có một cái diện tích đây là s1 giả sử chúng ta có một cái diện tích s2 nó vẫn là 3,14 nhân với bán kính nhân bán kính nhưng mà cái bán kính của chúng ta lúc này nó là hai lần bán kính kia đó thì các bạn nhìn này chúng ta sẽ thấy là nó gấp lên mấy lần đây 2 nhân với 2 tức là nó gấp lên là 2 nhân 2 là bằng 4 lần nhé đây là thầy giảng cho các bạn thôi chứ còn nếu đi thi chúng ta làm này vào cái là xong. À, bài số 3. Một bể nước có chiều dài 120 cm, à, chiều rộng 60, chiều cao 70. mươi à, Người ta thả một hòn non bộ cao 35 cm vào và có thể tích là 57 dm khối. hỏi à, cần bao nhiêu lít nước? để mực nước trong bể cao hơn 15 cm so với hòn non bộ. Tức là bây giờ chúng ta có cái bể nước của chúng ta là dài là 120, rộng là 60 và cao là 70. Đó, ví dụ này, Được chưa nào, thầy vẽ tương đối thôi. Thế thì mình thả một cái hòn non bộ vào trong này và bản thân cái hòn non bộ đấy là cao 35 cm, thể tích là 57 dm khối. Và bây giờ chúng ta sẽ tính là à, đổ bao nhiêu lít nước vậy thì chúng ta sẽ tính nhá thể tích uh, nếu như muốn cho cái lượng mực nước này nó cao hơn nòn hòn non bộ 15 cm thì lúc đấy mực nước nó phải ở mực nước nước nó phải ở đâu mực nước phải ở độ cao Bây giờ chúng ta sẽ thấy mực nước phải ở độ cao là 35 cộng với 15 và chúng ta sẽ được là mực nước phải ở độ cao là 50 cm. Vậy thể tích nước chúng ta sẽ tính được. Thể tích nước. Chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Chúng ta nhân vào. Chúng ta sẽ được là 0, 0, 0, 3 số 0 này. 30 nhân với 12 là 360, đơn vị là cm khối. Và lúc này chúng ta sẽ có thể đổi thành là bao nhiêu nhỉ? chúng ta sẽ đổi thành là 360 ờ dm si khối. Bây giờ chúng ta phải đổ ở à đây thể tích nước, đây là thể tích nước cộng với hòn non bộ. Bây giờ trong cái thể tích này thì hòn non bộ nó đã chiếm là nó đã chiếm một phần là 57. 57 tức là hòn non bộ nó nó đặt vào đây nó chiếm một cái 57 dm si khối như vậy chúng ta sẽ tính ra được thể tích nước là Thầy sẽ lấy 360 Thầy trừ đi 57 Và thầy được là 303 dm khối Hay nó chính là bằng 303 lít Ok chưa? Xong bài 3 nhá Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 4 Một lớp thu gom giấy vụn Ngày 1 thu được 1 phần 4 Ngày 2 thu được 3 phần 5 Số còn lại à, Như vậy là chúng ta sẽ có thể tính ngày 1 thu 1 phần 4 như vậy còn lại sẽ là 1 trừ đi 1 phần 4 là bằng 3 phần 4 thế thì ngày 2 ngày 2 sẽ thu được 3 phần 5 số còn lại tức là 3 phần 5 của 3 phần 4 tức là chúng ta được 9 phần gì 9 phần 20 và chúng ta sẽ tính được ngày 3 ngày 3 sẽ thu tổng cộng là 1 này trừ đi 1 phần 4 trừ đi 9 phần 20 và quy đồng lên chúng ta sẽ được đây là 20 chỗ này là 20 trừ đi 5 trừ đi 9 và chúng ta được 6 phần 20 6 phần 20 chúng ta sẽ được là 3 phần 10 3 phần 10 này ứng với 36 kg như vậy chúng ta sẽ tính được tổng cộng Chúng ta sẽ có tính được tổng số giấy cần thu là bao nhiêu nhá tổng số giấy cần thu sẽ là 36 chia cho 3 phần 10 và chúng ta sẽ được kết quả nó là bằng 120 kg xong đúng không nào như vậy bài 4 chúng ta cũng làm xong rồi không phải là một bài toán quá khó nó cũng khá là bình thường thôi bài 5 à, đây là một bài toán về chuyển động chuyển động ở đây là chuyển động của vật có chiều dài đáng kể rất quen thuộc một đoàn tàu đi qua hầm có vận tốc là 40 km trên giờ mất 3 phút à, Như vậy là ba cái phút đấy thì đây nhá Ví dụ đây là cái hầm Đấy, thầy vẽ cái hầm như này Đấy, đoàn tàu nó đi vào trong này Như vậy là trong 3 phút đấy thì từ cái lúc mà đoàn tàu bắt đầu vào hầm cho đến đuôi tàu nó Cái đuôi tàu nó gắn một cái cờ ở đây, cái đuôi tàu nó đi ra khỏi hầm Thì lúc đấy chiều dài của nó đi được trong 3 phút chính bằng chiều dài của hầm cộng với chiều dài của gì của tàu đây thế chúng ta sẽ có là đổi trước hết là thay đổi 40 km trên giờ nhớ nha tất cả những bài chuyển động và viết cách đổi nó sẽ bằng là 40 thay đổi thành mét hết 40.000 chia cho 60 phút đi Đấy, đây là mét đây là phút bởi vì tí nữa thầy sẽ nhân thời gian đơn vị là phút nên thay đổi như này gạch một số 0 chia cho 2 thì dưới này là 3 Đấy, số 0 chia cho 2 chúng ta được là 2000 phần 3 phút. Đúng không? À 2000 phần 3 mét trên phút. Như vậy là sau 3 phút thì nó sẽ đi được nó sẽ đi được là 3 nhân với 2000 phần 3 và kết quả là bằng 2000 m. Ồ, 2000 m. Thế mà anh này là 1800 như vậy chiều dài của tàu sẽ là 2000 trừ đi 1840 chứ là kết quả sẽ bằng 160 m. con tàu này dài nhỉ, 160 m. Bài số 6. Tính đến ngày 26 tháng 5 hoặc 26 tháng 6 thì số ca nhiễm Covid ở châu Á bằng 9,73% thế giới. Như vậy chúng ta sẽ thấy là châu Á là bằng 9,73% của cả thế giới. Thế còn số nhiễm ở Trung Quốc thì lại bằng 8,74 phần trăm của châu Á Ô thế thì dễ rồi chúng ta sẽ so sánh Trung Quốc với thế giới thì chúng ta sẽ có là Trung Quốc nó sẽ bằng là 8,74 phần trăm đem nhân với 9,73% phần trăm so với thế giới và sau khi chúng ta thực hiện phép nhân chúng ta sẽ được là 0,850402 so với thế giới. Rồi, đây là đáp số của bài toán. Bài số 7 nào. Nhà A có 56 con gà và vịt. Biết 1 phần 2 số gà bằng 2 phần 3 số vịt. Chúng ta chú ý này. 1 phần 2 số gà thì bằng 2 phần 3 số vịt. Chỗ này rất là quan trọng. Chúng ta sẽ suy ra là à, 2 phần 4 số gà. Cũng bằng 2 phần 3 số vịt. À, vậy từ đây chúng ta sẽ thấy là vịt chiếm 3 phần và gà chiếm gì? 4 phần. 56 con. 56 chia cho 3 cộng 4 uh, nhân với 3. Và chúng ta được là 24 con gà. Yeah. Như vậy chúng ta sẽ được là... Uh, thầy xin lỗi, từ từ chúng ta đề bài ở đây là 1 phần 2. Thầy xin lỗi, chỗ này phải nhân với 4 không phải nhân với 3, suất nữa thì đây là tính số vịt chứ không phải tính tính số gà thì phải nhân với 4. Vậy 32 con gà. Đáp số bài toán này là 32. Tiếp theo bài số 8 nào. Ồ, bài số 8 là một bài hình. Thầy sẽ vẽ một cái hình hình chữ nhật đúng không? Cho hình chữ nhật ABCD. Vẽ đây, đây. A này. B này. C này. D. Có AB bằng 60. AD bằng 30m. Điểm E trên BC sao cho là BE bằng 1/2 BC. Đây là E. F trên CD sao cho CF bằng 2/3 CD. CF à? bằng 2/3 CD. Rồi, ok. F ở đây. Hãy tính diện tích tứ giác AECF. Ôi dễ quá. Nói vào đây. Nói vào đây. Rất là dễ. Chúng ta có diện tích toàn bộ cái hình này là 30 x 60 là bằng 1 Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải tính diện tích của uh, AECF A, e, đây. Chúng ta sẽ tính diện tích của uh, phần này. Phần này thì chúng ta sẽ thấy là đây là 15. Như vậy chỗ này sẽ là 60 x 15 chia 2 là bằng 450. Tất nhiên rồi, đơn vị là mét vuông nhá. Đơn vị là mét vuông. Thế còn phần này sẽ là chỗ này là 60 chỗ này là 20. 30 x 20 chia 2 là chúng ta được là 300 mét vuông. Như vậy, cái phần này sẽ là bao nhiêu? Phần AEFC nó sẽ bằng 18 trừ đi 450 trừ đi 300 và chúng ta được là 1 0 50 đơn vị mét vuông xong bài số 8 khá dễ đúng không nào tiếp tục bài số 9 trong ngày sinh nhật thì vui đã mời 9 người bạn đến uống nước mỗi người bạn được mời 2 cốc nước ép cam dứa và cà rốt và mỗi cốc là 300 ml được biết vui đã mua nguyên liệu ở siêu thị như sau hộp 1 lít nước cam giá hộp 2 lít nước dứa hộp 1 lít nước cà rốt công thức pha chế 150ml nước ép cam, 500ml nước ép dứa và 350ml nước ép cà rốt. Hỏi vui đã tốn bao nhiêu tiền để mua nguyên liệu? Ôi, bây giờ thầy sẽ phải tính ra là 9 người mỗi người 2 cốc như vậy là 9 x 2 là bằng 18 cốc và mỗi một cốc là 300ml như vậy chúng ta sẽ lấy là 18 nhân với 300 là bằng 5.400 ml rồi để đây đã nhưng mà bây giờ chúng ta phải quan tâm đến cái tỷ lệ 150 ml nước ép cam thì tương ứng với 500 ml ép dứa và tương ứng với 350 ml nước ép cà rốt đây là cam đây là dứa dứa à, đây là cà rốt Vậy chúng ta sẽ có tỷ lệ Bây giờ phải chia cho 10 thì là Chia cho 50 thì là 3 Chia 10 Chia 7 Đấy, Rồi thế thì Khi mà chúng ta mua 5400ml này Thì chúng ta sẽ phải mua Như sau 3 cộng 10 Cộng 7 Sau đó nhân với 3 20 À, 540 chia 20 là bằng 27 27 nhân 3 à, là bằng 81 đúng không à 5400 chứ như vậy bằng 810 ml nước cam và tương tự chúng ta thấy cái phần này là nó bằng 27 nhá nên thầy nhân với 10 thì nó sẽ bằng 270 2700 thầy xin lỗi chỗ này thầy chia cái này nó phải là 270 à, ml nước dứa và chúng ta lấy 270 chúng ta nhân với 7 chúng ta sẽ được là không chín một 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 tám ml nước cà rốt bây giờ sẽ tính ra số tiền nào các bạn số tiền nhá ừ. uh, chúng ta sẽ tính ra số tiền hộp một lít nước cam thì là 810 ml à là 85.000 và chúng ta chỉ cần mua 810ml thôi. Cái này là 2 Còn cái này là bao nhiêu đây? À, 1.800 như vậy. Là lúc này chúng ta sẽ phải mua ở đây là thầy nghĩ là chúng ta phải mua chẵn hộp. Như vậy chúng ta sẽ cần phải mua ít nhất là một hộp 1 lít nước cao à, chúng ta sẽ phải hộp 2 lít nước dứa như vậy để có 2700 này chúng ta sẽ phải mua là hai hộp 2 lít dứa và chúng ta cũng sẽ phải mua hai hộp 1 lít cà rốt đúng không bây giờ chúng ta sẽ tính tiền một hộp này hết 85.000 hai hộp này hết 95 x 2 là 190.000 và cái hộp này hết 120 nghìn như vậy cộng lại chúng ta sẽ được là 85 cộng 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 là chúng ta được là 5 này à, chúng ta được 8 cộng 9 cộng 2 là là 9 này nhớ 1 này như vậy chúng ta được là 395 nghìn được chưa nào như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái bài toán số uh, 9 này chúng ta sẽ tính ra là 395 nghìn à, thầy 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 thấy rằng là chỗ này thầy bị nhầm chỗ này không phải là 120.000 các bạn ạ chỗ này phải là 240.000 bởi vì là mua hai hộp đúng không 240 bây giờ cộng lại chúng ta được đây là 5 này 9 cộng 1 đúng là 3 cộng 18 8 ừ, 9 cộng 4 cộng 8 là 21 viết 1 như 2 như vậy chúng ta sẽ phải hết là 515.000 cơ khá là nhiều tiền đấy rồi ok, như vậy chúng ta đã xong bài số 9. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 10. Tìm cái số thập phân bé nhất có 4 đơn vị. Thế thì viết 4, 3 phần 10, Đấy là 3, còn 5 phần nghìn, như vậy là 4,305. Ôi, bài này dễ quá. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 11. Trong câu lạc bộ khoa học, 1 phần 5 số học sinh nam bằng 5 phần 11 số học sinh nữ. Chúng ta chú ý cái chi tiết này. 1 phần 5 số nam. Đây là thầy giải chữa đề, nên là thầy sẽ chữa nó nhanh để là coi như là chúng ta đi thi. À, để chúng ta biết cách tiết kiệm thời gian, chứ không lây thê nhá. À, đây là cái dạng toán mà chúng ta sẽ cần phải quy đồng để cho nó về cùng số phần. Như vậy, chỗ này chúng ta sẽ suy ra là 5 phần 25 số nam. Tức là nếu chia số nam thành 25 phần lấy 5 phần thì cũng bằng số nữ chia thành 11 phần và lấy 5 phần. Tức là lúc này chúng ta suy ra số nam sẽ bằng 25 phần 11 số gì? Số nữ. Đó, đúng không nào? Và đề bài yêu cầu là tính số học sinh của... À, khi thêm 16 học sinh nam thì số học sinh nam gấp 3 lần số học sinh nữ. Vậy thầy có là khi thêm 16 học sinh nam Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là số nam Sẽ bằng 3 lần số nữ À vậy tranh nhau 16 bạn Tức là chúng ta có 16 bạn này sẽ ứng với 3 trừ đi 25 phần 11 Là bằng 8 phần 11 số nữ Vậy chúng ta sẽ tìm được số nữ 16 chia cho 8 phần 11 chúng ta được là 22 bạn. Từ đây có tìm được số nam không? Số nam là bao nhiêu nhỉ? À, đây chúng ta sẽ thấy số nam bằng 25 phần 11. Như vậy là 25 phần 11 nhân với 22 là chúng ta được là 50 bạn gì? Bạn nam. Đề bài yêu cầu là tính số học sinh, như vậy chúng ta sẽ lấy 50 cộng với 22 và chúng ta được là 72 bạn. À, đi thi các bạn trình bày kỹ hơn nhá, đây thầy giảng là chúng ta thôi. Còn đi thi thì chúng ta viết những cái lời giải nó chi tiết hơn thôi. Bài số 12 hay là câu số 2 tự luận đấy thì chúng ta sẽ thấy là như sau. Hiệp hội ASEAN được thành lập năm 1967, tính đến 2015 số 5 Việt Nam tham gia bằng 5 phần 12 số năm mà hiệp hội tổ chức. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là số 5 hiệp hội tổ chức là 2015 1967 là bằng 40 gì? 48 năm. Vậy số 5 Việt Nam tham gia là Việt Nam số 5 mà Việt Nam tham gia ấy, chúng ta sẽ lấy 48 nhân với 5 phần 12 chúng ta được là 20 năm. À, như vậy là Việt Nam tham gia năm nào nhỉ? Chúng ta thấy là cái năm mà người ta cho ở đây là tính đến 2015. Việt Nam tham gia 2015 trừ đi 20 chúng ta được là 1995. Rồi Việt Nam tham gia năm 1995. Rồi ý B chúng ta thấy là biết là Lào tham gia sau Việt Nam và tham gia trước năm 2010. Ờ à, biết tổng số năm mà Lào tham vào Việt Nam tham gia tính đến 2015 là chia hết cho 3 và 4. Như vậy là bây giờ thầy giả sử như là Lào tham gia A5 thế thì tổng số năm sẽ là 20 cộng với A. Nó phải chia hết cho cả 3 và 4. Điều này có nghĩa là nó sẽ phải chia hết cho 12. Ồ oh, có vẻ dễ đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lấy là 20 cộng A nó có thể bằng là 24 này hoặc là bằng 36, à, hoặc là bằng 48. Nhưng mà chúng ta chú ý, A này phải bé hơn 20, bởi vì là Lào tham gia sau Việt Nam. Đúng không? Lào tham gia sau Việt Nam. Rồi, thêm một cái thông tin nữa, đó là A, Lào tham gia trước năm 2010. Tức là chúng ta sẽ có là À, trước năm 2010 tức là a phải lớn hơn ít nhất là năm nào, Đấy, thế thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được a chỉ có thể là bằng 16 thôi, đúng không? vậy a là 16 năm tức là chúng ta sẽ tìm được là Lào tham gia đó là năm 2015 trừ đi 16 tức là Lào tham gia năm 1990 như vậy chúng ta có bài toán được giải quyết à, Thầy thấy cái bài, cái đề này không quá khó Đặc biệt là hai bài tự luận Các bạn học sinh cần phải trình bày tốt Và làm thật chắc những cái phần tự luận à, Phần trắc nghiệm để chúng ta được điểm cao Tạm biệt và hẹn gặp lại Chúc các bạn học sinh thi tốt